Không, Hằng sẽ lui lại đằng sau Hằng ạ. Rồi. Không. Dạ, con đứng ở đằng sau lưng nó. Nè. Đứng thẳng lên con. Thẳng lên. Đứng thẳng lên. Đứng thẳng. Rồi, con ngồi xuống chút. Đúng rồi. Ngồi xuống chút. Đó, vậy đó. Đứng lên. Đúng. Ngồi xuống. Con ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, đứng lên vậy đó. Hai, đứng lên. Rồi, cho cái ghế khác, cái ghế kia cho thấp hơn. Cứ cho nó đứng một chút đi rồi cho nó ngồi. Đây, con ngồi xuống đây, ngồi xuống. Rồi, 1, 2, 3, đứng lên, kéo, 2. Rồi, 1, 2, 3, ngồi xuống. Đứng lên. Đó. Thấy chưa? Đi không được, đứng được rồi, đứng được, đi được rồi. Chưa, phải ăn ra con. Mẹ chị cầm lấy rồi chị đưa nó nhé. Thầy cái máy này, thầy. Rồi. À được rồi, chút xíu nữa rồi xong rồi. Đó đó, đó tập đứng. Đó, đứng. 1 2 3. Đó. Ngồi xuống. Rồi kéo 1 2 3. Lên. Đó. Con có hiểu không? Đó tập đi. Mình sẽ đi với nhau. Đó. Mình sẽ cùng tập với nhau. Đó. Lên. Thì là con cái chân của con sẽ mạnh. Thì là đứng. Đứng làm sao cái bàn chân của mình nó có cảm giác. Chị cho biết chị là gì của cháu chị? Dạ, con là mẹ. Mẹ cháu, dạ. Cháu bị cái gì ạ? Dạ cháu bị mổ cái xương sống đó. Rồi nó không có đi lại được. Dạ, mổ lâu chưa? Dạ được. Dạ bây giờ massage liền luôn nha. 7 năm. Và tại sao vì lý do nào mà cháu phải mổ xương sống? Bị bác sĩ thì nó nói là cái đường mà dẫn xuống cái xương sống của mình á, cái đường nước nó đi xuống á, nó không có đi xuống mà nó ngược lên lại. Rồi nó mổ nó để cái ống cho nó đi xuống, đặng nó đi lại, nhưng mà nó cũng không có đi lại được. Tức là trước đó cháu cũng chưa đi được cái gì hết. Dạ, trước đó thì cháu đi bình thường. Đi bình thường. Sao cái mổ nó không đi lại được? À, cháu mổ trong này. Rồi, tức là từ 7 năm nay là cháu ngồi xe lăn. Đây là lần đầu tiên cô tới đây gặp thầy ạ. Dạ. Giờ cô từ sáng giờ thì thầy đã chỉ những cái gì cho cháu rồi? Dạ, con cũng không biết thầy chỉ là với cô phụ. Dạ. Phụ làm gì thì con rồi, cái chân đó. Dạ. Đó, thẳng cái lưng lên. Cái lưng thẳng lên. Không sao. Hai tay mới lên được nha. Đứng một chút để cho nó giãn cái lưng. Đưa đây Hằng đẩy cái lưng. Không, con đừng sợ, con không có sợ. Cô bánh khỏe cho cô ấy. Nhẹ. Dạ, đây giờ này cái lưng con mới thẳng nè. Dạ. Hằng đẩy con nha. Một chút xíu nữa mệt thì cho thả xuống. Dạ. Hả? Vâng. Không, bé, không có gì cả. Nè, có Hằng ở đây, không sao con. Gái nè, đây nè, thấy chưa, thấy cô Hằng ôm con không? Đó, con. Bây giờ ha, bây giờ chỉ con nha.
Đây, chị con nha. Đẩy cái đít ra phía trước. Dạ, vâng. Đó. Đây, con đẩy nó ra phía trước rồi. Đó, đúng rồi đó. Đúng rồi. Đó, đứng tuyệt vời thầy. Đó. Nó đứng tuyệt vời. Không. Không đau. Con gái cưng. Trời ơi, cưng lắm mồ luôn. Cô Hằng giúp con mà. Chế với Hằng giúp con mà. Con bé chút xíu, con đâu có đau đâu. Không, sợ té. Đây nè, đứng ở đây rồi cũng sao, không bao giờ rồi để con té được. Thấy không? Đâu có té đâu, có té không? Không. Thì đâu có ai té được đâu. Mà con sợ. Quê nó có khôn. Rồi bây giờ ha. Đó, không sợ tái nha. Không, thầy lên đó, đi. Đó. Thầy lên đi, con à, lên con chậm nha. Lên đi. Lên nữa là bắt đầu con đi được ạ. Thầy biết không, mình cho nó cái xong rồi bắt đầu nó bước nè ra. Nè, Hằng đang đứng đằng sau lưng con mà con sợ nha. Con sợ gì cô? Bước thang nha. Rồi, lên. Rồi, bây giờ này, con nhấc một chân lên. Con nhấc một chân lên, nhấc một chân lên. Nhấc một có. Nhấc lên, nhấc chân nào cũng được. Đúng không? Chân nào? Nhấc một chân, nè. Nhấc một chân rồi lên một chân. Rồi, rồi đó. Xong con bỏ xuống, nhấc chân kia. À, nhấc chân kia hai, nhấc lên. Con ấn cái lưng của nó. Con ấn cái lưng nó. Rồi, ta bỏ chân xuống. Nhấc chân kia. Nhấc lên. Hai đó, được rồi. Đó, được cái lưng rồi. Rồi, nhấc chân này, nhấc lên. Hai. Đây, nhắc lên. Hai, lên. Đó. Lên. Hai. Rồi bây giờ ha. Bây giờ cho nó quay lại. Quay lại thì con phải quay theo nó ạ. À. Quay lại đây để em bước lên, tập bước lên. Tại vì á, nếu không á, nó bị mất kia. Đây, con quay lại. Đây. Để từ từ con quay với nó cho. Để từ từ con quay không thôi, con sợ, con biết là nó sợ. Đây, cô Hằng quay với con, đừng lo. À, bước đó. Xuống, Hằng bước xuống. Cho nó bước xuống luôn. Nè, con Hằng đang ở đằng sau với con. Xuống, con bật cái cây ở đây không sao. Con cầm cái cây. Cây cao quá rồi. Rồi. Cây cao quá rồi. Để cho nó cao lên. Dừng lên. Hằng đang ở với con, Đu lên, ok. Hả không rồi thầy? Đúng rồi, bắt đầu con bước nha. Hạ xuống đi. Con bước nha. Lên, bước lên thẳng lên. Thẳng lên. Đứng thẳng lên. No, nâng cái lưng lên. Bước thẳng lên. Yeah, vậy tốt rồi. Bước trên này xuống. Thấy chưa? Rồi hạ xuống. Bây giờ đưa xuống đi con. Nè, hàng hạ cái đưa cái lưng chân con xuống cho con. Rồi xuống nè. Đưa xuống. Xuống nè. Cái tay đau quá hả? Bởi vì á là đứng lên. Kim miss đó. Đứng lên. Rồi lên đi. Rồi, con phải đỡ nó bằng cái chỗ này. Không thôi nó không đi được. Thầy biết tại sao không? Con bé này hồi sáng nó chưa ăn, con cho nó uống 2 ly được. Hay lắm, được khỏe đó. Bây giờ ha. Dạ. Con ôm vòng này. Con đứng lên. Con đứng đi. Đi. Con đi. Đi. Con bước. Đi. Đó, con có đó. Hai. Đi. Đó. Hai đi. 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 Con bước theo thầy con đi. Đó. Cái chân nó bị sưng rồi. Cái lưng thẳng lên một chút thì nó mới để nó cho đi. Cái chân vẫn còn chưa thẳng. Dạ, chân chưa thẳng. Chưa thẳng. Chân chưa thẳng. Ngồi lên ghế là bẻ cái chân nó đi. Ừ. Hồi nãy bẻ dữ lắm rồi đó. Mà cái chân cao giờ nó mới thấy. Nên mới xấy xấy lên cho nó ấm lên đó. Dạ. Rồi, ngồi xuống thấp rồi xuống. Đây, con đỡ chân luôn đi. Con đỡ cháu. Yes, con đỡ. Rồi. Rồi, cho cái gối ở trên đầu đây. Đây. Rồi, xấy cái chân nó đi. Xấy cái chân nó đi. Kéo nó luôn xuống. Kéo nó luôn xuống chị.
Dạ, rồi. Cái làm hai bên. Hai bên. Cái gì vậy? Không có chế thật luôn. Chị để tay chị biết chứ. Để da ba chị nữa, từ bỏ tay chị á. Bác học. Bác học nhiều. Theo phòng tá hả? Tôi. Không có chống vào hành. Đẩy xuống, đang đẩy xuống. Mấy đứa cháu? Con có hai. Con gái cả hai? Không, con những đứa con trai mà không có đứa. Đó, tầm lặng mà. Cái này xanh nha. Không, nó xanh nha, nó đi đứng bình thường mà. Có người nó 9 tuổi. 9 tuổi cũng bệnh. Nó bị mổ, cái mổ cái xương sống nó mới bị. Có một cái ghế cho cháu nó đứng. Tôi ở đây. Xanh nha mà đi đứng, bình thường nó bị đứng hết. Có kỳ nó nằm nhật thương hả? Dạ, dạ. Cái cháu nhỏ này đó hả? Dạ. Cháu này nó hỏi. Dạ, đúng rồi đó. Nó bị cái chỗ đó đó cô Hằng. Bị đúng hai cái chân của nó bị kẹt á. Nó bị như bị. Đúng rồi đó thầy. Đúng rồi thầy nói. Đó mới từ đó ống trên nó bị hay ngay cái chỗ đây nè cô Hằng, thành ra nó không có vỡ ra như mình nó đi cười đấy nó cắt cho cái nóng nó đi đều. Đó, từ từ cho nó thẳng lên nó cứng lên đường. Bây giờ thấy chân nó thẳng mà nó mềm. Dạ, hồi nãy thôi, lạnh lạnh rồi tuy nó không được, nó đè xuống nó không được. Hồi nãy là đè xuống không được, nó cứng đô như vậy nè. Đây em đưa vô hai cái chân luôn. Đẩy hai bằng chân nữa. Đẩy này. Đây đẩy bằng chân nhưng mà phải nắm người này cho nó mềm chứ. Dạ, xung quanh cái mắt cá. Nó muốn chống lại con Hằng. Thôi mình cùng nhau làm nha con. Cái háng của nó em đưa nó ra không được anh ơi, nó cứ nhắc anh Thành. Nó mở, nó bị chặt cái răng á. Nó mở được rồi, bé này chưa mở được ha. Không mở lên ghế mới làm được. Ngồi ghế làm được. Chứ còn ngồi dưới đất không làm được. Đây đâu có cái ghế nào. Có ghế là kìa nè. Cái băng kết đó hả? À đúng rồi, cái đó nó ấy được. Nhưng mà hình như là má nó lấy nó bị cái háng gì đó nơi. Không nó thúi nè, cái đầu tiên là biểu hơi, rồi bắt đầu lên nữa lên hơi mỡ, rồi tự nhiên là đây là mỡ triglycerid, thì bắt đầu nó có cục mỡ, còn kia là hơi bắp. Rồi bây giờ để em đi xuống. Cục mỡ. Nãy giờ đó cô Hằng rồi ngồi lên đây cái chân. Để cho thẳng cái chân lên luôn. Bắt đầu coi biểu đó. Nếu mà không được, không cách gì con đi được. Thì đấy là tại vì anh không tiêu. Tức là các bao tử là thùng rác. Mà tại sao là thùng rác? Tại vì thiếu đường để chuyển hóa nước ăn.
Rồi con ơi, vì cả thế giới người ta muốn như vậy. Bây giờ bò đi chơi. Tôi hỏi ông nha, cái bao tử là gì? Quay lại. Giống như cái bưu điện. Ông gửi mình thư vào đó nhưng nó không có chuyển thư cho ai hết á. Gái ha. Tức là cái bao tử. Nhé, bò đi chơi nha. Thì nó phải đầy thành rác, thì rác lên đây là. Rồi, con bò đi con. Cái đó là ăn cũng trướng. Bò đi nhé. Rồi, bò đi con. Một chân lên trước, cứ đi. Đấy, cứ đi vòng vòng đi con. Lên đường này. Con đi theo đường này. Đi đi con. Cứ rồi, ông hết rồi, mà ông chỉ cầu đơn. Đâu đây hả? Đấy. Nhé, con đi đi con. Đi đi con. Bằng để cho nó cứng. Cái chân đó. Cố gắng đi mình ơi. Bây giờ bò đi con. Bò đi. Quá trời nữa. Giờ mình từ từ mình đứng dậy mình đi luôn. Ở nhà đã bò được chưa? Đúng rồi, từ từ mình đứng dậy mình đi chơi với người ta. Đi với người ta con. Chơi với bạn bè chứ. Chứ không phải mình muốn xe hoài. Mình dục cái xe đó đi. Từ năm 9 tuổi đến 16 tuổi. Không sợ. Không sợ. Nhị mổ cho mình. Chút chút. Nhưng mà hai cái chữ nó hơi bị cầu hả cô Hằng? Cô Hằng, hai cái chữ thì nó hơi bị gì vô ý kia đi bác cô. Đây anh phải chắc cái ngồi đó mới nghe đi. Anh nói đúng, nghe phải ngồi. Phát mê lên mày. Phỏ. Anh sẽ đây. Con làm được ạ? Sơ lên mày phỏ. Gardez la respiration, tourne le phone à Maria. No, 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 no. Maria. Mệt chưa con gái? Thì cô Hằng cho ngồi lên hai cái chân. Lấy tờ giấy là lau mũi. Espere. Relaxe. Con. Đúng không? Ngồi với đúng con ạ. Đúng rồi. Không ngồi xuống. Không được nhắc. Bài này nữa này. Espere. Ngồi lại. Hai cái tay bỏ lên ra hai cái đùi. Lên thẳng lại. Thẳng lên. Giỏi rồi đó. Chịu khó một chút, cái lưng của con nó mới thẳng được. Mấy cái lưng con nó mới thẳng được và nó cứng được. Còn nếu không, nó không đứng được đâu. Nhé. Hai bàn tay bỏ như vậy nè. Để tập cho nó cái tay nó có cái chữ chấm. Thấy nó hả? Đau chân quá hả? Kể không sao, chút xíu cho hạ xuống nha, từ từ hạ xuống. Đau chân thì từ từ hạ xuống. Hạ xuống đi. Rồi. Rồi. Hạ nằm quẹt xuống luôn á. Nằm xuống luôn đó con cưng. Nằm xuống luôn. Tự con nằm xuống luôn. Chị về nhà đừng có cho nó ngồi xe lăn nữa. Cho ngồi bình thường, mỗi ngày cứ tập đi trong nhà, không cho ngồi xe lăn nữa. Chị có đứa bé nó ngồi xe lăn nữa, cũng có sự sống nữa. Thế này là đầu tiên nha. Cho nên không cho ngồi xe lăn nữa, ngồi xe lăn nó sẽ như vậy. Đúng rồi, cái sự sống của thằng trẻ sẽ về cô chỉnh rồi. Cái này bác sĩ ở ngoài nó chỉnh ngay lại rồi. Bây giờ con gái mình sẽ co chân lên, co lại, co lại lên một cái. Bây giờ bò vòng vòng chơi nhé. Một chân lên, một chân lên, một chân lên. Rồi bắt đầu đi đi, đi vòng vòng đi con. Nóng luôn. Nóng chưa? Ừ, không nóng nữa, thì khô rồi. Đâu, cái này để xong rồi. Tức cho nó thẳng. Cái tay cái cao thẳng coi. Đó. 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 Đó.
tận đúng thôi, tận đúng cái gì kéo dán cái lưng ra mũi gối tay cứ lên gối lên bây giờ xin luôn thế ông là quay ngược sau đi phải luôn sau chứ bây giờ thì đâu đã thì lên đau dài đau dài anh là đau vai đau lưng đau này đau vai này làm như chú tập gì luôn tôi có nào được tới đi tới đi tới đi bỏ một tay lên chờ một chút nữa lên phải hát chứ một chút nữa tới sát 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 nữa tới con cho con ngồi đó nhá, con ngồi ráng lên con gái lên nữa rồi đưa chân vô, cái bàn chân đưa sát vô, bàn chân đưa sát vô. Đứng không được nữa, đi không được, bây giờ làm được rồi đó. Đứng không được, đi không được, ráng đây con. Ráng này, ráng ngồi đây. Xoay lại, xoay cái đít lại. Xoay lại cái đít lại. Xoay đít lại. Xoay lại. Gái giỏi. Đúng. Rồi bây giờ con cho con nghỉ được chưa? Nãy giờ con bao làm cho nhất chưa? Rồi tay tay lại hóa cho đường, cho đường, cho đường. Chị Nhân. Bây giờ cái này khác. Chị ta có chút này khác rồi. Cháu nữa rồi, chị lấy chân con. Tốt rồi. Tốt rồi. Đó. Tốt rồi. Cắm cái chân này mà chân kia nó chạy á. Bây giờ bấm chân này ha thì chân nghe nó giật mới được. Đây này chân này yếu nè. Dạ đúng rồi, cái chân này yếu đó. Chân này yếu không bắt được, không bắt được điện nè. Như vậy là tại hệ thống não này nó yếu nè. Hệ thống bên nửa bên não này nó yếu nè, không bắt được điện, không bắt được điện. Bên đây là không bắt được điện nè. Không bắt được điện nè. Chị không có điện nè. Không có điện nè. Không có nè. Nhưng bên đây thì lại bên đây mắc. Tức là cái đầu này có vấn đề rồi. Cái đầu này có vấn đề là cái chân này không bắt được điện. Đúng rồi, cái chân này con vẫn bị ấy hơn nè. Nó có cảm giác hơn cái chân này nó yếu hơn cái chân cái. Thì đó là thì nó có dòng điện hay không? Không có. Đúng rồi, cái chân này nó yếu. Không có luôn. Không có luôn. Con thấy là nó có những cái. Đây không có nè, không có gì hết. Bây giờ nè, tôi thử cô nhá. Dạ. Đưa hai chân lên. Đưa hai chân. Nè, đưa chân này lên nhá. Nè. Này đó này cái gì? Cũng không có luôn nè, cô cũng yếu luôn. Hay là cái cây kia nè, đâu có cây kia gì nè. Bây giờ nè, hình như tôi nói cô thiếu đường thì là tự nhiên tôi nói thiếu dụ nhé nè. Bây giờ nè nha, mở ra tay nè, tôi nói thiếu dụ là nhé nè. Đúng rồi, nó đâm nó chạy này nha, nó chạy gì nè, nó tê nè, nó tê. Dạ đúng rồi, nó đâm. Còn nó không có gì cả. Đúng rồi, không có gì cả, nó chạy được. Đúng rồi, nó tê, nó không chạy gì cả. Sau khi mình lao nó thì chạy. Đây này có nè, đó, chỗ này đây có nè. Bên này có nè, thấy không? Này, cô rờ tay vào cái tay tôi coi. Đó, cô thấy tê tê không? Nó giật không? Thấy chưa? Có này nè, bây giờ đi xuống đây nè. Đó, có nè. Có nè. Có nè, bây giờ tới kinh này nè. Không có nè. Cái đầu ngón chân có nè. Đây có nè. Đây có nè. À, bây giờ dẫn đó là có nè, có nè, có nè, đó. Từ từ nữa đó, từ từ nữa. Đây không có nè.
rồi châm nó ra cái kim ở đấy à, nó có cái kim đúng rồi cái kim đấy nó năm bây giờ lấy kim châm ra nó cho nó thông đúng rồi kim đó đúng rồi là vui phải cái này cả mở ra mở ra hả thầy cô mở ra gia đình something to be here when you pass but cầm con sấy mấy sấy luôn thầy đó 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 bây giờ đó 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 bắt đầu làm việc đó 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 chắc là lạnh đó nãy lạnh đó 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 bây giờ đây tức là nó chỉ có năm đầu ngón chân không làm việc thì nó không dẫn lên thần kinh đó bây giờ đó đó để lau cái ngón chân đó lau đây đi khám đi soi Yeah. 8.9 8.9 là ok. 8.9 là ok. Ok. Can you return this? 8.9 là nó ok. À thì bây giờ thần kinh xuống rồi đó. Thế bây giờ nè. Thế bây giờ mình bấm cái này mà chân cứ nhúc nhích là ok này nhá. Đó. Đó trên này giống như này. Đó, lau đi. Này nó bắt đầu chảy máu này. Đó 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 đó, đó nó thông rồi đó. Nó thông rồi đó. Because some people they are like this. You see what I mean? And now you try press. No. Nó thông rồi đó con. Now do it. Đó, thế đó đó, đó chuẩn những cái gì đó. Đó, đó đúng rồi đó. Nó bắt đầu máu ra, nó thông các đường kinh rồi đó. À. Nó bây giờ mình bấm bên đây á, bên kia nó thông này. Đó, 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 nó phải nhúc nhích, nó phải chồng lên mới được đó. Cái chân này vẫn yếu hơn, thấy không? Dạ, đúng rồi, cái chân này yếu hơn. Đúng rồi, cái chân này yếu hơn. Cái đo bên đây nè. Đó, bây giờ khỏe rồi nè. Đó, nè, lau máu đi, đó. Giờ máu nó thông đó. Tức là máu nó ứ trong não. Bây giờ máu trong não nó thông. Đó. Đó bây giờ nó có cảm giác rồi nè. Đó 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 đó. Đó nè. Nè đúng rồi, giờ con nó có cảm giác rồi nè. Rồi. Rồi. Đó, mình cứ dây chân cho nó hết chân này bên kia, hết chân này bên kia. Để kích thích cái hệ thống thần kinh của nó. Yeah, because Em sẽ làm gì? Ok, bé này thì bị bại không biết bao nhiêu lâu, thì đang chữa lại cái chân, cái đùi cho em cho nó thẳng lại, cho em đứng lên thử coi nó có phục hồi được cái đôi chân của em hay cô bé không? Ok. À, ta thường rồi nhưng mà cái này thì mình cho chân này đi theo, để cho nó không có xuống không đó là đi chân mặt chưa? Dễ nổi ha, con dễ được không? Đây cái là tác dụng của nó này. Chào mở mở gì? Mở nâng bây giờ thả cái chân này lên đó. Bây giờ anh nghĩ là mở cái gì? Mở tim, nâng tim, hạ tim, đóng tim để điều chỉnh nhịp tim đập, làm mạnh cơ tim này, mở phổi, nâng phổi, hạ phổi để phổi có nhiều oxy này, mở bao tử, nâng bao tử, kéo bao tử ra, hạ bao tử xuống, bóp bao tử vào, tiêu cơm, đó, tiêu cơm, mở gan này, đưa trước, nâng gan, hạ gan, đóng gan, bóp máu xấu trong gan đi ra. Bóp máu xấu trong gan thành ra. Nếu anh đứng cái này là sai rồi. Cái này đâu có mở nó hoạt động đâu, cái này là anh chỉ vận động khớp vai thôi. Con mở ra nè. Mở. Nâng. Hạ. Đóng. Anh phải có cái này chứ. Có cái thế này là đâu phải mở nó hoạt động đâu. Nó phải cái này đó. Thanh là ruột, gan, bao tử, mà cái này ít nhất nó phải cố 200 lần, tức là 15 đến 20 phút là bài chính. Cô Dương, 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 cô Dương,
mở nó là đóng lên mở có kiện hết không bạn nhưng mà không mở phải hát có kiện hết không phải hát làm ai làm vào đây à thì không hát đấy à gì nhưng mà tay phải mềm nếu mà hai cái lòng bàn tay gối với nhau á thì nó tiến vào cái bàn tay lòng bàn tay tay mềm mềm mở nâng tay mềm nữa A-di-đà mới tập mấy cái mà nó giỏi lên rồi nó trao đổi oxy. Trời chán mà hả? Con gái có vẻ tốt xíu. Anh hiếp một ông già. Một, hai, ba, một, phụ. Người là phụ nữ anh hiếp ông già. Mới đầu nằm xuống. Đúng là thiếu đường đấy. Nhưng mà đo đường cao. Không, bây giờ anh ra ra đồ đường, tôi đo đường cho anh coi. Anh đang cho mặt không? Giờ sáng lên đo rồi. Không, sáng khác bây giờ khác. Anh vừa ăn cơm nó có độ có thể đưa đường không? À, nhưng mà nếu ai ăn cơm mà trong con món mà hạ đường anh có ai biết anh có biết không? Không biết thêm về đâu. Lại đây đâu nè. Thầy ơi. Tới bên kia tới sao? Bỏ cái dầu đó đi không có rớt không có gì đâu. Ôi, 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 ok, à, tầm. Quỳnh Giao nghe ông nói là tôi là Tây Côn Đô mà bây giờ tôi chịu thua mà. What's up? Cái này dưới thì thầy ơi. À, yeah. No.
Hai chân hình chữ A, xếp hình chữ A. Sát vô. Chữ A thôi, chữ A chứ cái pha lên mà hai chữ A sẽ chữ V. Sát vô này này, đó. Rồi, thẳng cổ đứng lên, rồi. Thẳng tay ra phía trước. Rồi, cố lên mặt miệng thở bình thường mỗi đứng 5 phút nha. Thở bình thường mỗi. À, thì có phải chỗ này nó khóa chặt không? Đó, tới chỗ đó. Đó, nó khóa chặt không? Nó khóa chặt cái bằng quang này, nó phải thêm lên được. 5 phút nha. Nó bao giờ đủ cao hơn rồi đó. Cái đầu nó nóng đó. Đứng này. Tập cái bài của là cái này cao mà không có không có theo dõi. Anh cho đây. Thế là ta bỏ luôn. Anh cho đây. Vì nó chữa dài quá. Anh cho đây. Thì nó từ. Yeah, recipe chỉ còn một. Không sao. Không biết. Vậy sao sao vậy vậy. Hôm nay đó là nhà đó. Ở đâu được cái này? Cái đi thì học không đẹp. Hay tấm gì đó hành tới hành ngon mà đó dạ chân này thẳng ngon mà đó thẳng bé giãn hết ra là đi thế cái này là pháp luân công đi chơi với bạn cái tập pháp luân công không ai dạy con cái là pháp luân công cái là pháp luân công mà thấy có khỏi bệnh không? Nó phải chữa được bệnh, cái là pháp luân công. Pháp luân công nó ta cũng sao đâu. Tới là người đợi tôi à? Trời đó. Chứ là chưa được. Chứ là chưa được, suy tim là chưa được, suy thận là chưa được. Đau lưng nó sưng vào sưng được. Mất nhiên nhiên tôi được, được trong cái làm nhân đầu chưa được. Không phải ý thức, 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 Nó đưa đi nữa.
Okay. Ở chân mạnh cao lên. Con thấy chỗ này nó căng không? Đấy, người ta nói Rekle le do. Ra thì cái áp kiếp của chị nó sẽ sinh. Ok, rớt tục này. Chị nhớ những lời tôi nói. Đụng đất rồi nè, con đụng đất đây. Nhắn đụng đất đây. Nhắn đụng đất đây chừng. Lập cái áo lên, nó trông cho cái lưng. Ngay. Người mà mới đầu tập thở nó tôi nói. Xuyên le do. Vì Pai gal, mình ta nói Tire le do. Sẽ xa chỗ đó mà con giãn ra là con đi được. Ủa, sao chỗ đó mà giãn ra là con đi được. Cái này nó căng. Dạ. Sao? Ngồi lâu quá thì căng. Chị con tên Việt Nam là gì vậy? À, thế đó, 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 cả cái lưng. Tên Việt Nam là gì vậy? Ta sửa lại cái lưng. Bộ. Căng sốt rồi, cái căng này, thả sốt. Rồi. Chị thấy mệt không? Ba, hồi, phụ. Chị Nhân. Bốn, cho em đi đường có không? Năm. Bao nhiêu? Ba mũ. Không, đó. Quá năm quá. Không dùng chút. Bảy. Thằng chân kia, thằng chân kia. Rồi, tám. Để em là... Em nó rất cười quá. Thằng kia nó dài chân nó cười quá. Nó đi đây, nó hết nghiệp rồi. Em cho chị hai. Xem mặt dịch. Chị gần xì gần. Mỗi lần á. Không cần phải dịch. Không kéo được từ. Không, vừa mới cứ cái chân vừa lên là thôi. Đó thì ta lại ép thêm tức là van xì nốt sạc nốt sạc chút sạc đó thì ép vô gan thì nó đẩy cái chất độc vô gan van xì nốt sạc. Vừa rồi nốt sạc nốt một phút nốt một phút đó sạc
Thế là van chị lúc nào? Em cho chị nói. Bố con ta sao mà công việc trong gia lúc nào? Đó là gì á? Mổ, mổ cái cuộc sống này nó nguy hiểm lắm. Chị mới sao? Không chị. Không sao đâu. Có người mổ là liền bắt đầu có đi lại đường. Tại vì trên khi mổ nó bắt mình ký mới là nó không có chịu công việc á. Bởi vì cái này thật giỏi, may mắn thôi. Cái này là sự may mắn thôi nha. Văn chị lúc sao có đúng là văn chị? Chị, sao? Cuộc sống là may mắn, phải dùng cái may mắn. Chúng nghe, chúng nghe cho bụng sạc ra rồi. Sao nó bị hiểm lắm? Đúng rồi đi. Chị bị chùi được sạc sẹp nhưng mà mình nghĩ là mình sẹp không biết sẹp đâu mà có dòng hơi nó sẹp đi à mà nói thế sẹp xuống sẹp nữa 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 sẹp nữa. Còn cái này mới là chính. Em mới cho chị làm chút xíu thôi, chị thấy đơn giản thôi. Hai, thả chân xuống một mình nha. Kéo chân nha, hai. Rồi, nhấc chân lên qua. Hai. Rồi. Đó. Giờ con đứng lên. Đứng cho nó vững rồi, con bước thẳng lên. Đứng thẳng thôi. Đứng thẳng thôi. Đứng thẳng thôi. Đứng thẳng thôi. Rồi, bắt đầu. Thẳng người chưa, buông ra cho nó đứng trường này. Rồi, buông buông đứng mình nha. Hai từ con ba lăng rồi, dù con đứng cong cũng được nhưng mà đứng cong được nhưng mà bắt đầu con bước này, bước đi nhấc lên không không chân nào chỗ này nhấc lên đúng rồi rồi không chân này trước đây chân này đúng chân kia hai chân này hai chân kia hai chân này hai chân này hai chân này hai chân này hai hai rồi xong được rồi con năm nghỉ xong rồi năm mất đi là xin kéo ghế cho nó ngồi đi ngồi xong rồi cứ ngồi ngồi xong được rồi hôm nay khá rồi rồi bây giờ con ngồi xuống đất nè. Nè ngồi xuống này, ngồi xuống. Rồi xong rồi. Đứng lên nè. Nhưng mà chị coi. Đứng ngoài này ngồi này. Ngồi này. Đứng lên nè. Hai đã có sức rồi đó. Ngồi. 154. Đứng nè. Rồi, khoan. Khoan là chân dưỡng mình cho ngồi cái kia. Cho ngồi cái kia. 70. Đúng rồi. Nè, nhìn này. Sao là không phải nhất nè. Chữa mấy ngôn chân rồi, chữa mấy ngôn chân rồi. Chữa mấy ngôn chân rồi, chữa mấy ngôn chân rồi. Em chữa đi cho con chứ ở nó nói gì. Mấy ngón thôi, mấy ngón. Bẻ ngón lại. Từng ngón một, từng ngón. Con cái đưa nó ra chứ. Đưa ra chứ. Kéo ra, kéo ra. Đó, kéo ra. Chị hai bệnh đây, chị hai huyết áp thấp, chị không đường, không được, không được, không được, không được. Sai rồi, thôi, okay, làm sai rồi. Mà cái này... Anh kéo vẫn sai rồi. Xì một cái này. Xì. Không một lần thôi, rồi buông. Xì. Rồi buông. 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 Xì. Buông. Đây là con số em không thể là chân này ra. Buông. Buông. Tại vì em buông. Xì. Buông. Chụp lui lại cho bằng cái này. Buông. Đó. Xì. Buông. Chín nữa. Chậm chậm. Xì. Mình giữ nguyên cho lắm bụng đó là buông. Kéo ngay đồ đó ra. Xì. Kéo ngay đồ đó ra. Xì. Kéo bên này. Buông. Xì. Sao nhỏ tụt luôn vậy? Kéo vậy tụt. Bằng lông. Hết nào rồi. Bằng cười. Kéo chân ra. Đó. Thầy kêu tôi kéo cái này thôi nè. Tôi kéo đây. Thầy kêu cái kéo chân trước đi. Kéo chân trước. Thư, đứng trước vậy. Kéo quay lại. Kéo quay lại. Thầy kéo cho nó ngay trước vậy nè. Đẩy rồi sao? Nó bằng bên kia. Đúng rồi đó. Đặt hai đầu gối qua hai bên. Đúng rồi. Kéo con vậy nè. Đó. Đây. Cái này sau đó đó, sau khi tập cái này xong này bà kia làm ôm bao gạo.
bà kia nằm ôm bao gạo nhé, bà kia. Nhưng mà bây giờ có ông chồng nằm đây thì thôi cho hai người nó đi với nhau. Rồi, bà kia nằm đây luôn, về hai vợ chồng ông chồng chỉ cho bà vợ. Đó. Nhưng mà sau khi cái này xong rồi đó thì bà này nhớ dùm cho cái là sau khi tập mà cỡ 100 cái thì là ôm bao gạo. Chờ trước đây. Đang hai này với nhau. Chờ cô đụng qua đụng tập bi luôn. Kéo tập bi luôn. Thôi. Kéo thôi. Tập bi luôn. Thôi. Thôi. Tập bi luôn. Kéo thôi. Ngay thôi. Cô cũng sao xuống. Buông. Một lần thôi. Một lần thôi. Tôi đã. Chờ là bị kéo. Là chị mà bị công nè. Nghe con bỏ sẽ luôn. Tôi chỉ thở ra mà. Chị em chị nằm. Đúng rồi. Kéo thôi. Đúng rồi. Kéo thôi. Kéo thôi. Một chút thôi. Tại à. Nhưng mà đó. Chính vì tôi chứng minh cho chị nó mỗi lần. Đó. Vậy là bây giờ cũng tặng hai cái này cho con nè. Cho nó vang ra. Cho nó vang ra. Đó. Chưa, không có, nó cứ trụng lại, nó cứ trụng lại à. Bây giờ vậy con cứ lắc. Thôi, thầy thiếu đường, tiếp tới. Thầy thiếu đường. Thầy thiếu đường. Thầy nặng thiếu đường chứ. Đó không chứ. Đó, giờ chắc một tay nữa đúng luôn vậy, ông làm gì nha. Chị cho em cái tên đi. À, thầy đó, thầy, đó. Thầy giỏi đó. Thầy thiếu đường để thầy, thầy nạp thái vô rồi. Thầy còn nạp đường rồi con. Không có giật, thả lỏng xuống, không nè, thả xuống đá rồi nó cầm cái kia, một, thôi, buông, hai, không có giật mạnh từ từ, rồi buông, thả nguyên á, ba, nghỉ, bốn, thử nó sạch không, cô cũng khô được, cô nhặt được, tăng đàn được. Đó, tay thì lạnh nhất mà chân thì không. Tay thì lạnh, đúng rồi, tay cái chân thì không. Đúng rồi, như ngậm kẹo vậy á, như vô mặt đó. Ngậm trong miệng. Đúng rồi, ngậm như mình lấy. Không thích uống ngọt hả? Không thích uống ngọt hả? Ăn kẹo thì được chứ sao không được. Ăn kẹo đồ, ăn sô cô la ghê. Nhưng mà thầy nó thiếu đường. Đúng rồi, thiếu đường lắm. Tay đang lạnh mà nóng.
đi. Lần này hơi cong. Chắc là chắc là. Đó, được rồi. 2, 3, 4, 5, chắc là giày của Hay Linh. 6, nhét vào giày của Hay Linh. 7, từ đi lấy nhé. 8, 9, một cái lăn là cái gì vậy? Cái lăn đó là cái gì? Cái lăn đó là cái gì? Đi báo bệnh đó. Dễ sợ chưa? Thấy không? Em nằm sáng ngay đầu của em ơi. Bỏ ghế tới cho em nó ngồi. Em nghĩ là lăn em cứ để cái đầu. Rồi. Ra làm gì? Giỏi. Về là mẹ đi là cái trong giày đó. Bà hít vào, cúi đầu xuống, hít vào, đứng lên. À, 1, 2, 3. Hít vô, cúi đầu xuống thấp, đứng lên. 1, 2, 3. Đứng lên, đứng thẳng lên. Rồi, ngồi xuống. Đó. Thở ra. Rồi, 1, 2, 3. Hít vào, đứng lên. Đó. Đó. Rồi, ngồi xuống, thở ra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó. Rồi. Rồi. À. 1 2 3. Đó, không phải đâu. Nghỉ nè, nghỉ. Nghỉ. À, hai đó đã biết cách ngồi rồi. 1 2 3. Ô, hay quá. Rồi, ngồi xuống đã, ngồi xuống cái nhất rồi, ngồi xuống cái nhất. Đó, để cho đầu gối nó rồi. 1 2 3. Đó. Rồi ngồi xuống. Rồi 1 2 3. Đó cứ cái đầu mà càng cúi về phía trước càng đứng lên được đó. Rồi ngồi xuống. Rồi. 1 2 3. Đó, đó đó thì cái mô lên nó sẽ chắc rồi đó. Mít sồ đàng hoàng. Đó, đó. Rồi ngồi xuống. Cái sầu này bà nó sầu kìa. Tập là sao mà cho biết cái sầu. Bài nắng sao hay, tốt rồi đó. Rồi, con đừng nghỉ con. Nghỉ xong bây giờ, con lại lấy cái chân. Lấy chân, nó làm sao bỏ lên trên cái ghế này. Hai tay cầm cái chân. Cầm cái chân này. Con ngã cái người ra, con để đây đó xong. Xong con ngã người ra hai tay. Đó. Đó, tự động cầm, đó. Đó, thôi ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ xong rồi, lại cái nhấc cái chân này cho đừng có bị đen cái chân. Đó. 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 Chống tay lên, chống tay lên, ngồi lên, chống tay ngồi lên, ngồi, kéo đầu gối lên, chống tay lùi ra sau, kéo đầu gối lên, tăng lùi ra, rồi, ngồi, rồi, ngồi xuống, rồi, đây, rồi chống tay, chống chân lên, chống chân lên nha, hai, ráng đi, chống lên, chống một chân lên rồi. Chống lên, chân đứng lên. Rồi chống tay kia, đứng lên. Chống tay kia đứng lên, đứng lên. Chống lên. Chống lên, lùi lại, lùi cái tay lùi lại. Lùi lại. Chống tay đứng lên. Đứng lên. Chỉ cần cái chân thôi, tay con lỏng ra. Đứng lên. Rồi bắt đầu bước đi. Lấy cái gối kẹp vào cái hai đầu gối, hai cái đầu gối đó. Có cái gối. Thẳng lưng.
thẳng lưng. Tay móc cục thẳng. Làm sao thế rồi là lên trên nhé. Được rồi, rồi, kéo đi, kéo đi. Trên kia, trên này, 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 trên kia. Rồi. Con quỳ xuống, quỳ. Bắt quỳ con bò đây, bò. Bò cho cái dài hàng cái mạnh cho bò. Đó, đưa đầu gối lên đó, bò. Đó, để cho cái này nó cứng lại. Bò đấy, ở bò. Bò. Bò thẳng qua bên kia luôn con. Nở đi con, cho đi luôn đi. Kéo cái khăn, kéo cái dính lại. Kéo cái tapi dính lại. Đó. Cho nó dài rồi, con đi. Đó, để cho nó cái cử động cái háng này này. Nó có sức, nó kéo cái chân ra. Cô phải làm. Cô không chịu con phải làm cho cổ trên lầu á. Cổ chịu xuống. Qua lại đây, qua lại, qua lại. Là cái này là em giật xếp. Qua lại. Qua lại. Đi ok. Bỏ lên tới đây, sau cái bài tập thứ hai. Bài tập thứ hai cứ bỏ tới đây. Bỏ tới đây. Rồi tới đây nào đâu. Con chào hai bạn về nghe rồi ban tiếng nghe dạ dạ. Nó bây giờ này con làm sao con ngồi được lên đây thì ngồi con bò tới con ngồi lên. Dạ thưa thầy con xin phép. Đây 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 dạ. Đó, có đường ngủ rồi đó. Dạ. Đó, con làm sao là con ngồi được ngồi. Đó, tìm cách sao ngồi được ngồi nha. Phải nó. Đó, đó, ráng đi, ráng đi. Ráng là được đó con. Ráng là được đó. Lấy cái vải kê cái cho nó thật cái đau đầu gối. Không cái vải, cái vải, cái vải. Dùng đó. Chùm, chùm lên cái thế. Ồ, dạ. Rồi, đưa lên, đưa đầu gối lên. Hai, chặn cái chân lớn rồi nó tuột cái cặp chân. Rồi, cho nó lên, tự lên. Đá phanh nhiều. Ốc, đứng đứng. Không, đá chú. Đá lên, đá lên. Đã, con thở. 1, 2, 3. Cho nó uống liền chưa vậy? Chưa, tay nó còn được. Tay nó còn được. Con. Chút xíu. Cái chân kia không được, con làm chân này. Đó, con làm chân này. Chân nào? Đó. Tức là phải dùng cái tay chống cái tay lên à, đợi. Giữ hai cái bàn chân nó để chống cái tay lên, đứng lên, đưa cái đít lên, đưa cái đít lên, cái đít đưa lên đó, đó đúng rồi, cái đít đưa lên, đít đưa lên, đưa lên đây nè, nha, nha, giữ cái chân nha, chống cái tay lên thẳng này, chống tay thẳng lên, chống tay lên, đưa đít lên, đưa đít lên, đó, đưa đít lên, con nhấc cái chân lên, đó, bước qua, con làm sao nào này, tính đi sao, à, thế ông ngồi đây gì, ngồi đây được, cái nắm cái ghế, ngồi xuống,
không thấy rồi đúng. À đó 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 hai. Đây ha, rồi quay lại. Xin lỗi đầu cô ơi. Cái tên hơi bị kéo. À, đó tự tự kéo đấy. Anh cho nó nhiều đường, cái này nó dùng sức nhiều lắm. Dạ, cái này nó dùng sức nhiều lắm. Tôi chưa muốn bắn được. Chân. Rồi chị quậy được ha. Rồi chị bắn được. Để chân lại cho ngay. Đó. Dạ. Tay đây này. Đâu? Cầm đây. Đâu hả? À, 1, 2, 3, đứng lên nữa, nhấc đít lên thôi được rồi. Không gì bài khác, bài này này đó, chống tay để đưa đất chống là này ngồi xuống, đứng hay đó hay đứng thẳng lên từ thẳng lên rồi lại ngồi xuống đưa cái tay lên đây là ngồi xuống không được rồi đừng cho ghế sau trượt nhé trượt dạ, này 1, 2, 3 là đưa đầu ra đứng lên thẳng rồi bắt đầu đứng thẳng lên đó mà muốn đi đường đó rồi ngồi xuống nè 1, 2, 3 đó đã có chân đấy. Rồi, lấy cái kéo cái đầu gối nó, tại vì nó đang nắng cái xương. Ngồi xuống. 1, 2, 3 hai, đó. Nhớ là về nhà chỉ tập thế thôi ha. Tập á. Tháng sau thành chung kết. 1, 2, 3 đó nó đang chữa cái lưng cái đầu gối đó rồi nghỉ đó 1, 2, 3 đó thì ở nhà thì đừng để cái ghế giữa đường cái ghế phải dựa vào cửa dựa vào cái này thì mình chỉ cần đứng này tại vì nó trượt cái ghế ra ngoài nó té rồi thì mình chỉ giữ này thôi không nhưng mà mình có thể dựa vào cái tường này xưa đi bác sĩ tay đó hồi xưa đi làm cái bị té cái còn lúc té không biết cái chuyện gì hết đau rồi đi vô làm thì mấy tháng sau nó bị mà thì con nghĩ nha nên là mình làm lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chiều quá trời đó, chiều nổi cho nên bây giờ nó mừng quá. Ngày cái sáng nay thầy bữa này nó không điện chiều không tỉnh. Thầy tưởng tượng bây giờ cái hát thầy hát. Mà cô này vất lúc nào chứ. Thấy bạn đó là tốt lắm thầy ơi. Cô nói là kẹo gừng. Tốt, kẹo gừng không phải là đường. Nhưng mà nó nóng trong không phải là nóng quá, không phải là đường. Màu cam màu nâu rồi. Bây giờ là này, tôi chỉ cho này. Tôi chỉ cho cái này nhiều người không biết này. Mà răng chân ra cú sụp. Thầy nhớ mình không có bị nhưng mà thầy nhớ mình thì không á. Thì nó bây giờ anh cái này. Răng chân ra. Quay quay con nó chứ. Thầy thải không? Thầy thải không đấy. Cú chặt tay trong đó. Cú chỉ chưa? Đây này nhìn á. Cái này á. Đó. Cái này nó cao hơn cái này. À. Nè. Khi nào cái này cũng cao hơn cái này á thầy hay là đúng rồi về bên gan á có lá gan nó đẩy cái lên thành cái này cao hơn một phân cái này là dưới một phân đó đó đúng rồi này và bên đây này nhưng mà bên này mềm này bên này cứng này ha nhưng mà chưa biết thì mình chỉ ấn vào đây này đó nó không đau á là ví dụ thận có nước nha nhưng mà nếu đau á ví dụ như là thì bây giờ mình là cả hai bên này cầm này bấm đây có phải bên nào cứng mình biết liền này bấm đây hai tay bấm đây bên nào cứng bên này cứng à, cứng rồi rồi coi bên này cứng à cứng rồi bây giờ này nếu tôi ấn mà anh có thấy đau không đau nhưng mà đâu có đau lắm không phải đau tức là nó là sạn nhỏ đó nó báo trước cho anh biết là anh có sạn nhỏ chú kim thì thở anh kim thì thở tự nhiên mềm ngay và tự nhiên đến tiểu thông ngay thành cái người già và phốt phát là đi tiểu nó cứ tắc hoài tại vì đi chút xíu nó lại tắc đi chút xíu nó tắc thì kiểu nhiều lần vì thế cái kim thì thở làm cho sổ đường tiểu ra luôn và trong đường tiểu mình nhìn thấy á nước nó đục nó được có vôi nhưng mà uống lần thứ hai nó mất vôi lần thứ ba nó trong như bình thường nhưng mà trong nhưng mà phải màu vàng thế con người nói là tôi đi tiểu nước trong mà màu trắng thế là thận không lọc lọc nó phải lấy được cái độc nó mới ra màu vàng này nên bảo tôi khỏe lắm thận tôi đi tiểu lúc nào nước màu trắng thì sai rồi nó phải hơi vàng thì là thận còn tốt nghe không uống mấy lần một sáng chiều đến uống bao nhiêu ngày à không cái đó anh uống đấy chỉ uống 5 ngày thôi, một lọ đó thì uống được 2 lần. Tức là đầu năm uống lần, cuối năm uống 1 lần. Thế thì sao phải không? Tối uống 5 viên, sống 5 viên là mới 10 viên thôi. Thì uống 5 ngày là mới có 50 viên. Mà một lọ nó là 100 viên. Thành ra uống như vậy là xong rồi. Không biết cái gì nữa. À, định bắt quốc tế. Quốc tế cũng được vậy. Anh cứ nói kim tiền thảo là không dám. Không ăn. Không ăn. Không có gì cô tàu bây giờ hết không cảm giác đi cầu luôn dạ nhưng còn cảm giác dạ còn thầy có nói có cái vào trong bình thủy nha nhưng mà bây giờ phải sao ở nhà phải phân cái này ra cho nó này đó phân cho nó này thế ở bên tàu mỗi một phòng bệnh nhân á nó có bình thủy mỗi người 2 cái bình thủy đi ghi tên. Thế thì hôm nay á, nó bỏ thuốc vào trong bình thủy, nó sôi đó, nó nấu, nó giữ đó. Ngày hôm sau, nó mới cho cái thang đó, nó lại đổi bình thủy kia, nó lấy về nó cho thang khác. Thì một ngày á, là nước ở trong bình thủy nó biến thành thuốc rồi, không cần phải nấu, không cần nấu thì nó tốt hơn. À, sau cái lần này thành nó thành thuốc, ngày hôm sau nó lại đổi cái cho mình uống. Đó, cái lối bây giờ lối mới, thì chỉ mở bình thủy trong thuốc có thôi. Bên đây mình giữ đâu có nhiều. Đó, bình thường nó bình thường 2 lít.
thì cái là thuốc vào trong là đầy một lít rồi đó, đầy lít mà nó nóng như vậy á thì là thằng mình muốn còn mà nước thuốc vẫn nằm đó đâu mất đâu không cạn đâu hết thì đó thì bên nó chuyện như kiểu đó hãy tập ngon tốt rồi đó. Niềm hăng say còn chưa phai, đường trường trong mối hẹn.